Hello mọi người, mình Vũ Viking đây. Hôm nay thì mình sẽ lên bàn nha mọi người ơi. Không biết là mọi người đã lên rank gì rồi ha. Rồi, mình lên bàn thì mình sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ này nha mọi người. Đấy, là cấp. Nhưng mà cái nhiệm vụ này các bạn lên bàn là một rồi nè. Xong rồi các bạn phải sở hữu công nghệ món ăn ha. Thì một xíu đó nếu mà bạn nào chưa lên bàn thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái này luôn. Rồi, mà để mà dọn kẹp là phải mất gần đâu đó khoảng 6 triệu nha mọi người. Trời đất ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi nâng cấp vũ công nha mọi người, để mình đổi sách đã. Hiện tại là mình đã có bao nhiêu sách không biết nữa, mình nâng cấp vũ công của mình lên lên sao. Đây thì mình sẽ mình chưa sắp xếp nè, mình sẽ sắp xếp vũ công mình vô múa đó các bạn. Thì các bạn mở được khán đài đó, cố gắng kiếm cho mình một con vũ công ha. Đấy thì con vũ công nó sẽ có rất là nhiều tiền cho mọi người luôn. Và mọi người chú ý nữa là nên nâng cấp hai con thôi ha, để xen kẽ thôi nha mọi người. Hai con nhân vật múa thôi nha, hai nhân viên múa thôi nha các bạn. Đây, hiện tại thì vũ công của mình 5 sao rồi nè, bây giờ mình sẽ nâng cấp lên 6 sao nha mọi người. Đấy là nó sẽ tỷ lệ lên 35 cá nhân đặc biệt để đẩy doanh thu nha các bạn. Đấy, full luôn rồi các bạn ơi. Còn lại có 20 sách à, 20 sách thì mình chắc là mình sẽ đổi thức ăn đi. À, mình để mình lên vàng đó các bạn, để mình đi coi cho mình lên vàng đó ha. Hiện tại là mình 77.000 rồi, còn thiếu 2.000 nữa thôi là mình sẽ lên vàng thôi. Rồi. Ủa, hiện tại là mình có 3 triệu nha các bạn. 3 triệu mà bây giờ mình nâng cấp mà mình đổi trong cửa hàng á, thì nó rất là lâu luôn mọi người. 10 kim cương là được 80.000 nè. Nếu mà 2k kim cương của mình đổi ra khoảng 16 triệu nha mọi người. 16 triệu nhưng mà đổi với lâu lắm, mình sẽ đi coi từng cái đi. Mình sẽ đi coi tới đâu mình sử dụng kim cương tới đó luôn cho nó nhanh nha các bạn. Rồi mình sẽ sử dụng kim cương của mình đi coi ở trong đây. Đấy, cho nó lên điểm cơ sở lên nó ha. Ui, hôm nay là chắc chắn là mình sẽ lên bàn 1 luôn. Hồi bữa mình nhìn biết mình về mình đi coi trong đây trước là được rồi mà mọi người. Đi coi trong đây thì điểm cơ sở rất là cao luôn, nhưng mà tiền rất là rẻ nha mọi người. Đó, lên 78 rồi nè, 79 rồi nè, trời đất ơi, vậy là lên vàng rồi nha các bạn ơi. Rồi để mà lên bàn 2 thì các bạn sẽ sở hữu 16.000 điểm thức ăn, điểm phục vụ thì 3.000, điểm cơ sở thì 96.000. Nói chung là bàn 2 cũng không ấy cho lắm, nhưng mà mình phải thuê thêm nhân viên nha các bạn, không đủ điểm nhân viên đó nha. Rồi mình đã lên bàn rồi nè, bây giờ mình sẽ mở sảnh nha. Đây, đi đến để mở sảnh nha bạn, lau chùi nè. Ủa thì mình sẽ tốn thiếu thêm 4 triệu mấy nữa là mất thêm 520 kim cương nha mọi người, mình đổi về cho nó nhanh. Đấy là mình sẽ lau chùi thành công ha. Rồi, quá là chưa nha mọi người, phải đạt cái điểm món ăn này nè, sở hữu công nghệ này ra nha. Thì hiện tại thì mình đã sở hữu 4/20 nè, 6/10 nè, 2/10 nè. Thì các bạn nó nâng cái này bằng cách là các bạn sẽ vô trong thực đơn nha mọi người. Vô trong thực đơn rồi món phụ sẽ là 10 món. Mình sẽ nhắn vô đây công nghệ tăng nè. Từ từ, công nghệ giảm đi. Từ từ, mình sẽ chọn công nghệ đây. Hiện tại thì mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 món nè. Rồi mình còn thiếu 4 món nha mọi người. Đó, mình nâng cấp lên, cái này cần phải có bánh quy nha. 2 3 4 hình như là đủ rồi đúng ta? Đủ rồi sao mọi người? À thiếu một món nữa, thiếu một món nữa. Trời đất ơi. Rồi thiếu một món nữa ha. Rồi làm món à quên. Mình phải nâng sao lên đã. Rồi, đủ nha mọi người, đủ một món nè. Bên nguyên liệu này cần phải có 20 món, rồi nước lẩu là 10 món nha mọi người. 10 món ha. Thì mình sẽ chọn đây, hình như là mình sẽ chọn cái nào mà rẻ rẻ nhất mình nâng cho nó đỡ tốn tiền nha các bạn. Hình như là mình sẽ chọn công nghệ giảm dần. Công nghệ tăng dần đi. Đấy, mình sẽ lựa chọn mấy cái này thì hình như nó thấp điểm hơn này, có 15 bánh quy thôi mọi người. Nâng lên ha, một món nè, hai món nè, ba món nè, bốn món nè. Rồi cái này chưa, bốn món nè, một nè, 2 nè, 3 nè, 3 nè, 4 nè. Ui, không biết mình có đủ cá để mà nâng không mọi người ơi. Trời, cái kia là còn 16 món công nghệ món ăn thường nữa, không biết là có đủ cá hay không. Đây, hiện tại là mình có bao nhiêu cá đây ta? Rồi, nguyên liệu này mọi người, nguyên liệu này thì các bạn phải cần có. Đây thì 5 nè, một món là nâng lên là mắc 5 cá nha mọi người. Một món nè, hai món nè, hình như mình có vẻ là thiếu cá đó các bạn ơi. Để mình nâng hết không ha, nâng hết cá luôn chắc là đủ.
Rồi hiện tại thì mình thiếu 7 món ăn này nữa nha mọi người. Mà 7 món ăn là một món là 5 cá đúng không? Đây là mình thiếu đâu đó khoảng 35 cá nữa. Mà cá chỉ còn cách là đi câu cá mới có cá, bánh quy cá nè. Hoặc là mình sẽ đổi ở trong kia nha. Đổi ở trong đây nha mọi người. Mà 25 mầm chỉ được một con cá thôi. Nhưng mà mình sẽ đi câu cá trước ha. Đó, được bánh quy cá này các bạn ơi, được 6 cái ha. Bây giờ thì mình sẽ tua nhanh cái đoạn này đi. Tại vì câu cá rất là lâu luôn. Mình sẽ được su cá nè. Đó, điểm cá này nha mọi người. Rồi rồi nói chung là bánh quy rồi cũng nhiều lắm. Để mình tua nhanh đi, mình có 60 mấy mồi lần ha. Rồi xong rồi, mình câu là gần lên 1.500 điểm xu luôn nha mọi người. Giờ bánh quy cá chắc mình cũng lên được khoảng ở đâu đó khoảng 100 rồi đó mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đổi một bộ đồ neon nha. Rồi không biết là mọi người thích bộ đồ neon nào ha. Thì neon thì có nhiều loại lắm. À, mình sẽ đổi bộ đồ neon cho bát rửa chén này đi. Đây là đây. Sao chưa đổi ta, hình như rửa xong. Đợi bác để chén này rửa xong thì sẽ đổi qua bộ neon. Ở đây thì chắc là nhân viên mình vô nên mình đổi được. Đây đâu rồi gì la đây rồi. Đấy, qua bộ đồ này nha mọi người sử dụng nha. Trời đất ơi, rửa chén mà đẹp gái ghê ta. Rồi bây giờ mình đủ điểm hạt cá rồi đó mọi người. Vô trong thực đơn ha. Hiện tại là mình đâu đó khoảng hơi bao nhiêu điểm cá rồi đó. Rồi đó, ui mình câu cá một chập thôi mà lên 128 cá nha mọi người. Một món nè, mình còn thiếu 7 món nữa thôi. Hai món nè, ba món nè, bốn món nè, năm món nè, sáu món nè, bảy món nè, đủ nha mọi người. Rồi hoàn thành nhiệm vụ mở cái buffet nha, buffer nha mọi người. Xong nè, hết 5 triệu, có thêm 200 kim cương nữa. Rồi xong, wow, bây giờ mình phải thuê thêm nhân viên nha mọi người. Rồi mình sẽ nhận được 1 triệu từ cái nhiệm vụ này ha. Nhận 1 triệu nha mọi người. Đấy, mình sẽ cộng là được 1 triệu. Hết nhiệm vụ luôn rồi ta. Hết nhiệm vụ luôn nha mọi người. Rồi cái sảnh này đang làm đồ ăn này, mình phải mướn thêm nhân viên nha mọi người. Mình phải mướn đây. Đây các bạn nhắn cho sảnh buffer nè. Thì ở đây chúng ta sẽ có đông sư phụ. Rồi sư quét đất cái tầm lâm vậy ta. Mình sẽ tiễn ui, một ông sư phụ là 500 mấy tiền nha mọi người. Rồi tiễn phụ bếp. Rồi đầu bếp rồi đó ha. Thu ngân là phải có thu ngân rồi nè. Mình tuyển thu ngân trước nha. Rồi được cộng 70 điểm phục vụ ha. Rồi mình còn nhiều mà còn cả ngàn kim cương là mọi người ơi. Mình tuyển nhân viên mệt nghỉ luôn. Không biết là cái sảnh buffer này có đi cần đi coi gì không ta. Đây. Rồi nâng cấp lên nha mọi người. Nâng cấp cái này lên thì cần phải có 400.000 tiền lên level 2. Rồi mở ghế nha mọi người. Rồi tốn tiền ghê ha. Mở cái ghế băng thôi mà là 6 triệu hả. 6 triệu nha mọi người, trời đất ơi dữ ha. Mình có nên mở không? Trời, 6 triệu, 4 triệu. À, 400.000. 400.000 nha mọi người, 400.000 ha. Ok, mở hết mấy cái này luôn. Mở khóa hết nha mọi người, xong là mình sẽ mướn nhân viên. Đấy, mở khóa hết. Ở đây là ở khu vực 1, khu vực 2 được các kiểu. Nhiều lắm các bạn ơi, quá trời luôn. Bàn ghế rồi, kiểu như bàn ghế. Mình phải mở hết ha, ghế nè. Đấy, mở bàn ghế cho khách vô ăn nha các bạn. Phải có bàn ghế thôi rồi khách sao mà vô ăn được. Đấy, phải mở bàn ghế ra. Nói chung là mình phải mở hết bàn ghế xong rồi mình sẽ mướn nhân viên. Đó, khách bắt đầu vô ăn gì rồi mình mới có tiền nhiều được. Đấy, 500.000 thôi. Ôi, mình đăng hết rồi mọi người. Ai còn hai cái dưới cùng nữa ha. 500.000 thì tốn đâu đó khoảng 60 kim cương. Rồi, đó, mình đã mở hết vách ngăn bối cảnh cũng lên được tất cả rồi các bạn ơi. Mở sạch luôn. Rồi còn 800 mấy ngàn tiền kìa. 800 mấy ngàn kim cương kìa mọi người. Rồi cái này là phải nâng cấp thêm ha. Nâng cấp thêm à, không đủ tiền rồi phải nâng cấp thêm mới được ha. Nhưng mà mình bây giờ mình sẽ cần phải có mướn thêm nhân viên để mà làm cho nó nhanh nha mọi người. Hồi nãy là mình mướn tính tiền rồi đúng không. Mướn nhân viên thu ngân rồi nè. Mình bây giờ mình sẽ biến mướn nhân viên rửa chén rồi cái kiểu nữa. Đây thì rửa bát đũa thì mình cần có một người trước nha các bạn. Mình sẽ tuyển cái ông mập này đi. Hết 60 kim cương nè, tuyển luôn. Đấy, phải cần có một người rửa chén, rửa bát. Rồi qua nhân viên khác ha, nhân viên này. Thu ngân thì mình tuyển rồi nè, phụ bếp ít nhất có phải có hai người. Đấy, mình sẽ tuyển hai người nha. Nói chung là trước sau gì mình cũng phải tuyển hết. Nhưng mà hiện tại là số tiền của mình còn ít nha mọi người. Mình sẽ tuyển sơ sơ trước đó ha. Đấy, ơi ơi, tiện trước nha. Một người đã mắc 60 kim cương. Nói chung là cũng không mắc lắm. Rồi, gian bên đây, bên đây. Bộ bếp nè.
Rồi cái ông Phương sư phụ này phải đổi trong cái phải quay kia mới được. Rồi mình sẽ mướn đầu bếp nha các bạn. Ui ở đây đầu bếp nhiều quá ha. Đầu bếp mà tiểu mạng được, tiểu mạng nhìn xinh xinh nè, thôi mướn tiểu mạng luôn. Đấy, rồi. Đầu bếp đầu tiên 130 điểm phục vụ, 130, nói chung là đầu bếp là nhìn kiểu kiểu như nhau rồi mọi người ha. Rồi mình sẽ tuyển ông này luôn. Tuyển hai ông đầu bếp trước. Rồi không biết là comment mình vắng con thiền mà mọi người tuyển tuyển tiếp nha, tuyển nhân viên tiếp. Rồi mình đã tuyển được một mới nhân viên rồi mọi người, bây giờ có cần nâng cấp bàn ghế rồi các kiểu không ta? Giờ nếu mà nâng cấp lên thì nó sẽ tăng lên nè mọi người. Tăng cái khả năng này là tiền á, tiền món ăn lên hay sao ấy, 400 ha, mắc 400.000. Cái này lên 20%. Ui. Hơi bị tốn tiền mà nâng cấp mấy cái này lên level luôn mọi người ơi. Hơi bị tốn tiền luôn ha. Doanh thu thanh toán tăng mà, nói chung là nâng hết mấy cái này là nói chung là giàu luôn đó mọi người. Vàng 2 mới tuyển thêm nè. Vàng 2 mới tuyển thêm ông này nha mọi người. Giờ mình chỉ tuyển thêm được một ông thôi. Đầu bếp mình mới tuyển được hai người thôi. Rồi tuyển luôn đi. Tuyển hết nhân viên luôn nha mọi người. Bữa sau khỏi tuyển ha. Tuyển sạch luôn, tuyển sạch luôn. Đầu bếp tuyển nhiều nhiều luôn. Rồi còn hai người nữa nè mọi người. Rồi lên bằng 2 ha, lên bằng 2 mới tuyển thêm hai người ha. Lên bằng 2 mới tuyển thêm hai người dưới này được. Rồi phụ bếp ha, thu ngăn. Rồi mình tuyển hết rồi, bây giờ chỉ còn phụ bếp thôi. Phụ bếp mình cũng tuyển luôn rồi. Vậy là đủ nhân viên này nha các bạn, đủ nhân viên rồi. Nhưng mà hiện tại mình còn nhiều quá nhiều tiền nè, mình sẽ nâng lên ha. Đấy mình sẽ nâng lên, hãy lên level 1, level 2 nè. Rồi băng lên level 2. Lên level 3 thì có gì? Tăng thêm 8% nữa hả? Tăng thêm 2% nữa là 8% nha mọi người. Rồi quầy thu nè, là tăng tốc độ lên hay sao đó mọi người. Mình sẽ nâng lên hết level 2 để coi thử được không. Nâng hết lên level 2 luôn ha. Ghế rồi các kiểu nè. Thời gian giảm món ăn nè, đó tăng lên cho mọi người. Còn 200 mấy kim cương. Chắc là nâng lên level 2 hết lên được đó mọi người. Rồi lên level 2. Đấy chuẩn bị giàu rồi mọi người ơi. Cái buffer của mình mà bán được là giàu luôn ấy. Rồi ha, trời ơi, level 2 luôn rồi mọi người. Trời ơi, mình còn có mấy chục kim cương thôi các bạn ơi. Như năng mình nâng thêm được hai cái đó là mình hết tiền rồi đó. Rồi hết tiền nha mọi người, hết tiền nha. Hai cái cuối, mấy cái cuối, ui nhiều quá trời nhiều luôn á mọi người. Trời ơi quá trời nhiều luôn. Bây giờ là cái điểm cơ sở của mình cần phải có lên 96.000 mà mình nâng nãy giờ là gần đủ rồi mọi người. Nói chung là lên bằng hai điểm phục vụ của mình quá luôn rồi nè. Vậy là mình còn điểm món ăn đó thôi mọi người, điểm món ăn của mình lên 16.000 thôi. Điểm cơ sở là không bằng tâm này, điểm phục vụ cũng không bằng tâm này. Giờ còn điểm thức ăn thôi mọi người, điểm thức ăn ha. Cần phải có sáng tạo thức ăn. Rồi hiện tại là mình đang dư 576 nè mọi người. Trời ơi, bây giờ mình sẽ đổi sách. Hoặc là mình đổi sách đi nha, mình sẽ đổi sách. Để mình đăng cho thầy Thạch ha. Đăng cho nhân viên ở bên khán đài nha mọi người, diễn viên đây nè. Đấy lên luôn, 4 sao. Giờ nâng lên 6 sao là full nha mọi người, sẽ diễn chung với Vũ Công Thằng Bí được ha. Rồi trời ơi, chuẩn bị giàu tới nơi rồi mọi người ơi. Giờ điểm thức ăn của mình nè, điểm thức ăn của mình lên gần 11.000 nè. Nói chung là mình sẽ tăng điểm thức ăn của mình lên. Tại vì có nhiều món là mình chưa có tăng lắm. Đây, quá trời món mình chưa tăng luôn nè mọi người. Ở trong nguyên liệu nè, quá trời món mình chưa tăng luôn nè. Để ngày mai mình tăng rồi mình lên bằng 2 luôn nha. Rồi bye bye mọi người, và đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Có gì thì mình sẽ cập nhật liền cho mọi người. Chắc là chuẩn bị cập nhật rồi đó mọi người. Đây cái sảnh buffer của mình đây. Ui ơi, đông khách lắm luôn mọi người ơi. Rồi quá trời đông khách luôn nè. Đấy là bây giờ giàu luôn ha. Rồi nhìn số kim cương của mình nghèo luôn nha mọi người. Số tiền của mình chắc một xíu nữa sẽ tăng lên mấy triệu luôn á, nhanh lắm luôn á. Rồi bye bye mọi người. Bye bye. Boot, 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 boot